Xin chào toàn thể các bác các anh em nhà mình nhé. Hôm nay thì mời các bác các anh em mình cùng ngắm mới cái mặt bông hồng nở vườn. Trước màn hình các bác các anh em mình đây là một cái bông hồng, bông lai nở ngày đầu tiên rất là đẹp các bác. Bây giờ thì đã là 11:30 rồi. Nở nay là nở ngày đầu luôn. Đấy, một thời cũng kinh hoàng đó. Có thời điểm lên đến 600 triệu một ký lúa non các bạn. Hồng bông lai nhé. Hiện nay nó đang nở ngày đầu tiên. Đó, ở đây là nó có mới bông, rất là đẹp, mùi hương rất là thơm, quyến rũ các bạn. Hồng bông lai. Thì cái chậu hồng bông lai này thì nó đang có 2 ký trên thân. Đó. 2 ký. Và nó có 3 ký. Và nó có 2 mầm gốc các bạn. Đấy. Đang nở hoa. Đang hoa luôn. Cái chậu hồng bông lai này chia sẻ cho các bác các anh em mình đam mê sưu tầm. Bác nào mà thích sưu tầm thì bây giờ nó cũng sàn sàn ngang nhau thôi, nó cũng chả có cái giá nào cố định nữa. Vì bây giờ như các bác biết là những cái cây xanh, cây si thì nó có giá trị thực tế hơn. Nó phải làm theo năm tháng. Một cây xanh nghệ thuật thì mất rất là nhiều năm. Đấy, nó gắn liền đến đời người hơn. Như cái lan này thì nó là một cái thú vui tao nhã, một cái thú chơi gọi là đam mê sưu tầm. Đấy, thì bác nào mà sưu tầm cái hồng bông lai em chia sẻ cho bác nhà mình là cực kỳ êm ái yêu thương nhé. 350.000 đang hoa này cho bác sưu tầm. Đấy, hồng bông lai nhé, đẹp sắc nước hình thành đó. Nó có 3 kỳ và 2 mầm gốc các bạn. Đây, 2 mầm gốc và đang hoa đây, hồng bông lai. Thì chia sẻ cho các bác nhà mình cái giò hồng bông lai này nhé. 350, bác nào thích sưu tầm thì báo em. Đấy, rất đẹp, đang hoa. Tiếp theo thì em chia sẻ cho bác nhà mình là cái chậu hồng phấn này nở ngày thứ hai là cái ngày căng. Đấy, bây giờ cũng muộn rồi, thường thường là căng nhất là lúc 10 giờ. Đấy, thì cái chậu hồng phấn này thì nó có một mầm gốc. Một mầm gốc và đang có hiện tại là 5 ký trên thân. Về vài bữa nữa nó lên là các bác có thể cắt ra trồng. Đấy, đây nó vẫn còn nụ này. Đấy, hôm nay nó là nở ngày thứ hai là cái ngày căng nhất này. Hồng phấn các bác nhé. Đấy, một cái bông hồng phấn cũng khá là đẹp. Đấy, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn các bác. Cái chậu hồng phấn này thì chia sẻ cho các bác nhà mình là 250 nhé. Đấy, hoa tại giò luôn. Vì bây giờ nó cũng dễ các bác. Đấy, các bác có thể nhìn này. Đó, hồng phấn 250 cho các bác sưu tầm nhé. Rất là đẹp. Tiếp theo thì chia sẻ cho các bác nhà mình là một cái chậu hồng á hậu cũng nở rồi. Đây này, nó còn có cả lá biên kiểu dạng này. Cái này là do môi trường sống các bác, không phải lá biên. Đó, thì hôm nay nó nở ngày đầu tiên này, rất là căng. Thì nói về bông hồng thì bông hồng á hậu là một cái bông theo em đánh giá riêng cá nhân là đẹp nhất. Môi tuyết, phần cánh bầu to, đấy. Khi năm nhất mà nó đã nở như thế này này. Này nó nở hai bông. Thì cái chậu này em đã trồng lên tác phẩm là 3 kỳ. Tượng trưng cho cái kiểu là kiềng ba chân. Thì đây nó đang có. Cái này thì mầm gốc nó kiểu sên nó liếm. Thì nó đang ra kỳ này nó sẽ thay thế là cái mầm gốc. Đấy, thì cái chậu này năm nay là được 3 mầm gốc. Một cái tác phẩm cổ đẹp. Đấy, đang hoa các bác nhé. Thì chia sẻ cho các bác nhà mình là 250.000. Vì cái chậu này đã là nhập vào 60.000 rồi. Thì chia sẻ cho bác nhà mình 3 kỳ này tự chi là có mấy chục nghìn kỳ thôi. Đó. Thì cho các bác sưu tầm nhé. Rất là đẹp, hồng á hậu. Đấy, và năm tới thì nó là một cái giò to luôn các bạn. Đấy, cánh rất là bay. Tiếp theo thì em chia sẻ cho bác nhà mình là một cái tác phẩm hồng Minh Châu hơn chục mầm gốc. Là 500.000 đồng nhé. Đấy, cho các bác sưu tầm. Thân già thì các bác làm được rất là nhiều kỳ. Kỳ đang lên đây. Đấy, rất nhiều kỳ nhé, 500. Tiếp theo là một cái chậu hồng phấn đang nụ. Đang nụ các bác nhé. Chia sẻ cho bác nhà mình là 350, 2 mầm gốc. Rất là đẹp, có cả kỳ trên thân, 3 kỳ. Đấy, em đã báo giá rồi. Và hôm nay thì em chia sẻ những cái mặt hàng nữa. Chứ bác đây, hồng á hậu này, 100.000. 100.000, 100.000, 3 đơn này là 300.000. Đấy, bác nào lấy cái đơn nào lấy nhá.
tiếp tục chia sẻ cho bác nhà mình là một cái chậu kinh Bắc, Long Khánh. Một chậu Long Khánh này là 2,5 triệu, là chậu số 1, chậu số 2, 2 triệu, chậu số 3, 2 triệu. Đó, những cái hàng này nó là cao cấp, bác nào có điều kiện kinh tế thì lấy được thì lấy, nó rất là đắt cho bác nhé, tuy rằng nó nhỏ nhưng rất là đắt. Tiếp theo thì chia sẻ cho bác nhà mình một cái chậu đôi mắt Bariku. Cái chậu này thì chia sẻ cho bác nhà mình là 1,5 triệu nhé, rất là đẹp. Và tiếp theo là đơn số 2, hồng phù hoa, được mệnh danh là vua hồng và đang đắt đỏ nhất trong các loại hồng, 1 triệu đồng. Đó, tuy rằng nó nhỏ thôi nhé, 1 triệu đồng, đơn số 1. Đơn số 2, đơn này nhỏ nhí này, nhỏ nhưng mà rất đẹp. Đơn này chia sẻ cho các bác nhà mình là 450.000 đồng. Và đơn số 3, đơn này chia sẻ cho các bác nhà mình là 750.000 đồng, hồng phù hoa nhé, 750. Đơn này là 450. Đó. Tiếp theo thì một cái chậu bèn Lâm Sung chia sẻ cho các bác nhà mình là 200.000, gồm 2 mầm gốc và 1 cây trên thân, 3 cây trên thân. Đó. Và tiếp theo là chia sẻ cho bác nhà mình là sọc số đỏ, một trong những cái bông sọc rất là đẹp, 200.000 đồng. Số 1, số 2, 200. Chậu này tăng ra 1 cây rồi. Đó, 200. Số 3, 200. Số 4 là một cây bảo duy, 200, chia sẻ yêu thương cho bác chơi nhé. Tiếp theo là hai chậu hồng minh châu combo cho bác nhà mình là hai chậu này là 200 nhé, cho bác sưu tầm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mầm gốc, 10 mầm gốc đấy, và các bác có thể thay chậu hết thức ăn khỏe đẹp nhé. Còn đây là xòe xanh 100.000 một chậu. Ở đây xòe xanh xòe đỏ, xòe đỏ thì bông nó đẹp hơn bông xòe xanh, 100.000 đồng. Ở đây có 1, 2, 3, 4 chậu, bác nào lấy chậu nào báo em nhé. 1, 2, 3, 4, báo giá nôm cho các bác. Ở đây thì có một cái chậu mít Văn Sơn, mít Cổ Bà này. Đó, một mầm gốc rất đẹp, thân già. Nó đang có kỳ, có nổ các bạn. Đấy, đang có nổ. Chia sẻ cho bác 100.000, cho bác sưu tầm nhé. Mít Văn Sơn, 100.000, hàng mang tính chất sưu tầm. Đấy, bác nào sưu tầm thì lấy. Chậu số 2. À, một cái chậu hồng rất là đẹp. Cái chậu này kỳ đen da các bác này. Đấy, hai kỳ này bác nào lấy em chia sẻ cho. Vì cái giống này nó cũng hơi đắt. Hai kỳ hồng phai này bác nào lấy em để cho các bác là 200.000. Đấy, hồng phai nhé. Còn bác nào lấy cả chậu là 700.000 nhé. 700.000. Còn đây là hai kỳ lấy các bác 200 nhé. Đấy, mít hồng phai rất đẹp, hai kỳ này là lấy các bác 200, còn cả cái chậu này là lấy 700 nhé. Đấy, bác nào sưu tầm cái nào lấy nhá. Đấy, còn á hậu là 100.000. Xe còn rất nhiều. Bạch tuyết, bạch tuyết thì chia sẻ cho bác mình yêu thương nhé, toàn nái khủng thôi. Đây, cái chậu nái này thì chia sẻ cho bác nhà mình 250. Chậu số 1 bạch tuyết nhé. Chậu số 2 200. Chậu sứ rất là đẹp rồi, 200. Chậu số 3 chia sẻ cho bác mình cũng 200. Chậu số 4 chia sẻ cho bác mình cũng 200, đều là 4 mầm gốc. Và chậu số 5 cũng là cái chậu cuối cùng chia sẻ cho bác nhà mình là 100 nhé, 100 cho bác sưu tầm nhé. Đấy, bác nào lấy thì báo em. Còn đây thì là hồng phấn. Đó các bác nhé, rất đẹp. Đấy, 250 nhé, cả cái chậu hồng phấn này. Đấy, còn cái hồng bồng lai này thì là 350 các bác nhé, rất đẹp các bác nhé. Và các bác mà sưu tầm cái bông gì thì báo em. Xin chào tất cả các bác nhà mình nhé.